Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây cái bàn ủi hiệu simono anh em. Đây, anh em thấy ha, hiệu simono Lâu rồi hình không có quay những cái clip về sửa bàn ủi cho anh em, nhưng mà anh em nào sửa máy bên mình thì sẽ biết là bên mình rất chuyên về sửa những cái thế hệ bàn ủi hơi nước ha. Rồi cái máy này. Rồi cái máy này là cái máy thứ hai bên Thịnh tiếp nhận để sửa cái vấn đề mà không ra hơi. Có nghĩa bàn ủi hơi nước thì cái lỗi hay gặp nhất đó là nó có nguồn nhưng mà nó không ra hơi nước anh em ha. Rồi thì anh em xem những video clip của Thịnh về sửa bàn ngủ Philips, bàn ngủ Tefan, loại cầm tay hoặc là loại đứng đó, Loại đứng bây giờ anh chị em sử dụng rất nhiều, những shop quần áo cũng sử dụng rất nhiều luôn Và gặp phải cái tình trạng không ra hơi nước rất là nhiều Nguyên nhân và giải pháp như thế nào Thịnh đã nói ở hầu hết tất cả những video clip mình làm đó Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói lại nhắc lại để anh chị em rõ luôn ha rồi bây giờ hình đang quá trong quá trình test máy, hình đã hoàn tất quá trình sửa cái bàn ngủ Shimono này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test xem cái hiệu quả sửa chữa như thế nào nha. Đó, hình quay không biết cái góc quay này anh em có dễ nhìn thấy hay không. Đó. Để hình tìm cái góc quay nào để mọi người dễ nhìn thấy nha. Đó, mọi người xem cái hơi nước nó đã ra rồi ha. Đó, hình đang dặn dặn cái nứt hơi nhỏ. Đó, hơi nước đã ra rồi vậy thì nguyên nhân vì sao mà gây lỗi trên cái dòng simono này cũng như bất kỳ một cái dòng bàn ủi hơi nước nào khác nhiều lần hình đã khẳng định với mọi người nguyên nhân gây lỗi trên bàn ủi hơi nước đứng dạng đứng như thế này hầu như có hai nguyên nhân chính thôi một đó là trong quá trình chúng ta sử dụng sau khi sử dụng chúng ta không đổ nước ra ngoài nghĩa là chúng ta không trút cái nước ở trong bầu này ra đó nếu mà anh em sử dụng thường xuyên hàng ngày thì đôi khi cái việc không đổ nước ra nó không có gây hại lắm nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên nhưng mà nếu mà mọi người sử dụng mà mọi người để lâu một thời gian không xài có thể ngâm nước trong đây khoảng thời gian khoảng 2 tuần 3 tuần một vài tháng thậm chí một hai tháng quên xài luôn không có nhu cầu xài luôn lúc đó chúng ta mới lấy ra lại thì 8 90 phần trăm là cái bộ ruột đốt nóng ở dưới đây nó bị phá hoại rất là nhiều bị phá hoại bằng cách nào có nghĩa là nước nước nó đã làm mục những cái chi tiết linh kiện những chi tiết linh kiện nó làm bằng sắt ha bằng những cái hợp chất kim loại nó làm mục nó rỉ sét hết nếu mà anh em xem những video clip hình đã sửa hình có chụp cho anh em xem những cái tấm hình và những cái bầu đốt khi mà hình mở ra đó bên trong nó mục nó ăn mòn nó rã rời ra hết luôn đó là cái nguyên nhân là như vậy đây mọi người xem nước ha hơi nước đã bốc lên ha đó đó. Máy đã được phục hồi về trạng thái hoàn hảo nhất. Vậy thì khi mà chúng ta sửa cái dòng bài ngủ hơi nước này, tại sao trên thị trường không nhiều những cái tiệm sửa chữa nhận sửa cái dòng bài ngủ hơi nước đứng nhiều khi họ nhìn thấy cái bàn nguội họ đã không nhận rồi? Lý do vì sao? bởi vì khi mà họ mở ra họ thấy cái bộ ruột đốt nó bị tàn phá nặng nề như vậy thì hầu như rất ít thợ có khả năng mà sửa chữa phục hồi nó về cái trạng thái hoàn hảo như ban đầu đó nó cần có những cái kinh nghiệm những cái bí quyết và những những cái uh, gọi là cái cách làm của từng người thợ nó sẽ khác nhau có một số cái trường hợp thịnh nhận những cái bài ngủi nhìn còn mới tin luôn những dòng bài ngủi rất là đắt tiền được anh chị em gửi qua cho mình nói là sau khi đưa qua kia thì sửa không được thì nhận về thì tình cờ biết đến bên mình có chuyên sửa về dòng bài ngủi này anh chị em đưa qua mình coi thử thì khi mà thịnh mở ra thì máy mất hoàn toàn khả năng sửa chữa luôn lý do là vì sao lý do là do họ không có đủ kinh nghiệm trong cái việc mà xử lý cái bầu đốt này họ đã tiến hành những cái thao tác sửa chữa nó vô cùng thủ công và sai lầm luôn ví dụ như là họ đã đấu, đấu tắt trực tiếp à, bên thịnh khi mà thịnh phục hồi một cái bầu đốt của bàn ủi hơi nước thịnh sẽ đưa nó về cái trạng thái như zin lúc ban đầu anh em xài nó sẽ rất là ổn định Đó, nó không có những cái tình huống mà 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 mới xài xíu mà đã hư Đó, nó sẽ đưa về cái trạng thái ổn định và nó đạt được cái hiệu quả về kinh tế luôn so với việc chúng ta phải thay mới tất cả thì nó nó rất là mắc tiền Đó. nên là một khi Thịnh đã nhận sửa bàn ủi thì Thịnh luôn hướng đến cho anh em đó là sự bền bỉ và tính tiết kiệm chi phí rồi cái nguyên nhân thứ hai gây hư hỏng đó là đôi khi chúng ta sử dụng với cường độ quá cao có nghĩa là sao có nghĩa là cái máy của mình đây là máy gia đình đó, những dòng máy gia đình mà chúng ta ủi shop chúng ta ủi sớm chúng ta ủi với cường độ một lần chúng ta ủi đâu đó cả trăm cái và chúng ta cứ làm liên tục liên tục liên tục như vậy thì nó vượt quá cái công suất của máy đó, nó cũng dẫn đến hư hỏng cái bộ ruột đốt chúng ta cần phải xác định khi mà máy gia đình thì chúng ta phải ủi với cường độ vừa phải thôi còn dù chúng ta shop thì chúng ta trang bị hai cái shop nào lớn quá thì ba cái để nó giảm tải cho máy ha đó, và cái vấn đề là xài xong đổ nước ra đó là cái lưu ý để anh em có được cái chất lượng sử dụng bài ủi hơi nước đứng nó bền bỉ nhất rồi, ok, nếu anh em nào đang sử dụng cái dòng bài ngủ Simono này gặp phải tình trạng tương tự đó là ra sáng đầy ngột nhưng mà không ra hơi, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình. Dòng máy ngủ này sửa chữa nó rất đặc biệt nha, nó rất đặc biệt luôn. À, ngay cả cái việc mà tháo máy ra là đã là cả một vấn đề rồi chứ không phải là là, là đơn giản. Rồi, um, thịnh luôn để thông tin của mình ở phần miêu tả ha. Anh em có nhu cầu thắc mắc, cần tư vấn giải đáp cứ liên hệ trực tiếp với mình. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha. Bye bye anh em.